Kính chào quý vị và các bạn. Hãy nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để nhận được những video hữu ích từ Thư viện Pháp luật nhé. Trong rất nhiều trường hợp, người lao động nghỉ việc và không thông báo đến người sử dụng lao động. Vậy, người lao động nghỉ việc không thông báo trước có phải bồi thường hay không? Người lao động được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, việc chấm dứt hợp đồng lao động sẽ phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Cụ thể, tại Điều 34, Bộ Luật Lao động 2019 nêu rõ các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng pháp luật. Ngoài ra, tại khoản 1, Điều 35, Bộ Luật Lao động 2019 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Theo đó, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau. Phải báo trước ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Phải báo trước ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng. Phải báo trước ít nhất 3 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng. Đối với một số ngành nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của chính phủ. Như vậy, theo quy định, người lao động nghỉ việc trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì sẽ phải báo trước. Thời gian báo trước tùy thuộc vào hợp đồng lao động đã ký và công việc đặc thù của người lao động. Như vậy, nghỉ việc không báo trước có phải bồi thường hay không? Bên cạnh các trường hợp người lao động nghỉ việc phải báo trước thì pháp luật cũng quy định cụ thể các trường hợp đặc biệt người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước. Cụ thể là tại khoản 2, điều 35, Bộ luật Lao động 2019 quy định các trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong các trường hợp cụ thể sau đây. Thứ nhất là không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận. Thứ hai là không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn. Thứ ba là bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự hoặc bị cưỡng bức lao động. Thứ tư là bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Thứ năm là trường hợp lao động nữ mang thai phải nghỉ việc. Thứ sáu là trường hợp người lao động đủ tuổi nghỉ hưu. Và thứ bảy là trường hợp người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động. Như vậy, người lao động nghỉ việc không báo trước thuộc các trường hợp vừa nêu thì được coi là chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật và không phải bồi thường. Đồng thời, người lao động vẫn được hưởng những lợi ích như được thanh toán tiền lương, tiền nghỉ phép năm, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thôi việc. Với các trường hợp yêu cầu phải báo trước khi nghỉ việc mà người lao động không thực hiện đúng thì bị coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Khi đó, người lao động phải có trách nhiệm bồi thường các khoản tiền sau đây. Thứ nhất là phải bồi thường nửa tháng tiền lương. Thứ hai là phải bồi thường khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày không báo trước. Và thứ ba là chi phí đào tạo nếu có. Ngoài ra, người lao động có thể phải bồi thường một số khoản khác liên quan đến thỏa thuận giữa các bên nếu được ghi nhận trong hợp đồng. Đồng thời, người lao động nghỉ việc không báo trước cũng sẽ không được nhận trợ cấp thôi việc từ người sử dụng lao động. Đến đây, video xin phép được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào.